13 phẩm Đà La Ni, bấy giờ Đại Bồ Tát Mạn Thù thất lợi, nên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải về sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, như Lai đã nói, các Đại Bồ Tát nếu được các Pháp chẳng nhập môn Đà La Ni như vậy, thì thành tựu vô lượng vô biên công đức, Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù thất lợi. Thế Nam Tử công đức như thế, giả sử như Lai nói trăm ngàn năm cũng chưa hết được khi ấy trong chúng có vị bồ tát tên là tịch tĩnh tuệ liền thưa với đại bồ tát mạn thù thất lợi nếu Đại Bồ Tát chứng được môn Đà La Ni này, sẽ được Đức Phật Thế Tôn khen ngợi. Bồ Tát ấy được lợi lớn hoàn toàn, tự hành hóa hát kia đều không phải không. Bồ Tát mạn thù thất lợi bảo Bồ Tát tịch Tĩnh toạn. Thiện nam tử trong thắng nghĩa đế không pháp nào đáng khen vì không sắc không tướng. Cái không sắc tướng thì có gì đáng khen, vì không gì đáng khen nên có cái gì để vui mừng. Tịch tĩnh tệ lại thưa, tôi nghe trong kế kinh như lai nói, tự tánh các pháp không có ngã ngã sở, không thể làm cho vui, cũng không thể làm cho giận. Pháp bình đẳng này các Bồ Tát cần nên học, tí như đại địa dựa vào thủy luân nếu đào ao giếng thì được nước để dùng. Những kẻ không đào, không do đâu mà có. Như vậy cảnh Pháp thánh trí bình đẳng biến khắp tất cả Pháp. Nếu ai xương năng tu bát nhã nên được chứng đắc. Còn người chẳng tu làm sao chứng được. Thế nên Bồ Tát mong cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề Thì không nên biến nhát. Nếu xương năng tinh tấn như đã nói. Thì cảnh bình đẳng của Pháp sẽ hiện ra trước mắt. Như người mù bẩm xanh không thể thấy màu sắc. Cũng vậy, hiểu tình bị phiền não làm mù tối. Thì không thể thấy Pháp bình đẳng. Như người có mắt nếu không có ánh sáng bên ngoài thì không thể thấy hoàn toàn màu sắc hiện tượng đã có. Cũng vậy, người tu hành tuy có trí tuệ nhưng không có vạn tốt thì không thể thấy pháp. Còn như người có thiên nhãn không nhờ ánh sáng ngoài, tự họ vẫn thấy được sắc. Cũng vậy, Bồ Tát nào dựa vào dòng Pháp thì tự nhiên thắng tiến, ví như ở thế gian, người trong thai dần dần tăng trưởng, nhưng chẳng tự thấy. Cũng vậy, những bồ tát siêng năng tinh tấn thì các hạnh tăng trưởng dần dù chẳng tự thấy mà được thành tựu tất cả phật pháp như trong núi tuyết có cây thuốc ra quả mà thân cây cành nhánh chẳng khô chẳng gãy cũng vậy, Bồ Tát siêng tù tinh tấn được bao nhiêu tháng hạnh đều không đôi mất. Như vua truyền luân xuất hiện ở đời đầy đủ bảy báu. Cũng vậy, Bồ Tát phát tâm bồ đề đầy đủ bảy pháp bảo là bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợ, bát nhã, phương tiện thiện xảo Như vua truyền luân dạo khắp bốn châu, tầm trải bình đẳng đến các loài hữu tình. Cũng vậy, Bồ Tát đem bốn nhiếp sự làm lợi ích cho hữu tình với tâm luôn bình đẳng như vua chuyển lân dù ở chỗ nào cũng không có sự tranh cãi kiện tụng bồ tát như thật thuyết pháp cũng không có sự tranh luận vì như thế giới tam thiên đại thiên lúc mới tạo thành liền có núi diệu cao và biển lớn cũng vậy bồ tát khi mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên có bát nhã và tâm đại bi thế như lúc mặt trời mọc những chỗ núi cao được ánh sáng chiếu trước bồ tát cũng thế nếu được đuốc bát nhã thì các bồ tát có hạnh thanh cao các căn thuận thục sẽ được ánh sáng chiếu trước Ví như đại địa có thể gánh phát tất cả cỏ cây hoa quả, thuốc thang, thầy đều bình đẳng. Bồ Tát cũng vậy, chứng được môn đà la ni này, đối với các hữu tình tâm đều bình đẳng bấy giờ Đức Phật khen ngợi tịch tính tuệ. Hay thay, hay thay, như lời ông nói, các đại Bồ Tát, nếu Đắc Môn Đà La Ni như vậy, thì có nói ra lời gì, dù một câu một chữ cũng đều là lời Phật. Những lời đã nói ra này đều ra địa sát thanh hương vị xúc pháp. Vì sao? Vì pháp được nói ra đây chẳng phải thế tục nên vô cùng vô tận, có thể làm cho tất cả thân tâm nhẹ nhàng thoải mái, giả sử được nói trước trăm ngàn Đức Phật cũng chẳng khiếp nhược. Vì sao vì Đại Bồ Tát này được Phật gia trì? Tâm không có sự chấp đắm, nghĩa là không đắm ngã, không đắm hữu tình, không đắm các pháp. Do đó chứng được chân như thanh tịnh, pháp giới thanh tịnh, thật tế thanh tịnh, được pháp vô tận, văn tự vô tận, biện tài vô tận. Ngại khi ấy phát sanh sự hoan hỷ thù thắng vì được diệu tệ, vì được diệu trí, vì không còn lưới nghi. Đức Phật nói môn tổng trì này có 8.000 Bồ Tát đắc các pháp như vậy, không nhập môn Đà La Ni. Lại có một vạn hai Bồ Tát đắc bất thối truyền, 5.000 Bồ Tát đắc vô sanh nhẫn, một vạn sáu chúng thiên tử xa liệt trần cấu dành pháp nhãn thanh tịnh. Vô lượng vô biên các loài hữu tình đều phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Bây giờ Phật bảo tỉnh tĩnh tuệ, Đà La Ni này có thể chinh phục các ma đánh dẹp ngoại đạo phá hoại người canh ghét pháp đốt đèn bát nhã dập tắt lửa phiền não ủng hộ người thuyết pháp đưa họ đến niết bàn điều phục nội tâm khéo léo giáo hóa chúng ngoài dùng nghỉ nghiêm chỉnh người thấy vui mừng vì người tránh hại bình đẳng thuyết pháp như thật quán sát căn tánh hữu tình truyền pháp đúng lúc không trước không sau khi phật nói các công đức như thế trong thế giới tam thiên đại thiên tất cả biển cả núi chúa diệu cao đất liền các núi khác vân vân đều chấn động bấy giờ trời dưới hòa vì diệu âm, hòa đại vì diệu âm, hoa diệu linh thủy, hoa đại diệu linh thủy, hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa cà mạt la, trong không trùng trừ thiên trỗi các kỹ nhạc. Đức Thế Tôn đại bảo tịch tính tuệ thiện nam tử, vô lượng vô biên vô số kiếp không thể nghĩ bàn trong quá khứ, có Đức Phật ra đời, tên là Bảo Nguyệt, đầy đủ 10 hiệu, nước tên vô hủy, kiếp tên hỷ tán, đệ tử thanh văn 32 ức, đệ tử Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên. Nhưng Đức Như Lai ấy trước đó không có việc khổ hạnh và hàng phạt ma mà chứng Bồ đề. Khi ấy trong chúng kia có một Bồ Tát tên Bảo Công Đức, đủ biện tài kỳ diệu, có thể vì hữu tình nó nhiều loại pháp. Khi đó các chúng tình cầu Đức Như Lai ấy đừng vào Niết Bàn, chủ lâu ở đời. Bảo Công Đức, Bảo Đại chúng Trừ Phật Thế tôn không sanh không diệt cần gì khuyến thỉnh chớ vào niết bàn nếu hư không ấy vào niết bàn thì như lai mới có thể vào đại niết bàn nếu có trần nhiều pháp giới thật tế cảnh giới bất tư nghỉ vào niết bàn thì như lai mới có thể vào đại niết bàn vì sao vì pháp của như lai không thành không hoại không nhiễm không tịnh chẳng phải thế gian chẳng phải xuất thế gian chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi chẳng phải thường chẳng phải đoạn Giả sử một miệng mà có 10 lưỡi, mỗi mỗi lưỡi này lại sanh ra 100 lưỡi, mỗi lưỡi này lại sinh ra ngàn lưỡi, cũng không thể nói như lai thành hai họa, cho đến không thể nói có thừa hay đoạn. Vì sao đại chúng lại thỉnh cầu như lai chớ vào niết bàn để trụ lâu ở đời, khi bảo công đức nói pháp ấy có 8 vạn 6 ngàn các chúng Bồ Tát được bất thối truyền, 7 ngàn chúng Đại Bồ Tát đều đắc môn Đà La Ni và được vô biên công đức môn đà la ni duyệt ý đà la ni vô ngại đà la ni hoan Hỷ, đà la ni đại bi đà la ni nguyệt ái đà la ni nguyệt quang đà la ni nhật ái đà la ni nhật quang đà la ni núi chúa diệu cao đà la ni biển cả sâu rộng đà la ni công đức bảo vương ba vạn sáu ngàn đại chúng trời người xa địa trần cống Giành pháp nhãn thành tịnh thế tôn lại bảo tịch tĩnh tọa bảo công đức ngày xưa nay chính là ông Do nhân duyên này, ông mới có thể nói được các loại công đức của môn Đà La Ni. Khi ấy, Đại Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi nói bài tụng, Tổng trì như thuốc hay, chữa được các bệnh mê, cũng như cam đồ thiên, ai uống thường an vui. Đại Bồ Tát Công Đức Hoa Vương lại nói bài tụng, Tổng trì không văn tự, văn tự hiền tổng trì nhờ bát nhã đại bi liền lời dùng lời nói bấy giờ thiên vương san đồ sử đa liền từ tòa đứng dậy đánh lễ chân phật trạch y che vai trái vỗi phải quỳ sát đất chắp tay cung kính thưa phật bạch thế tôn công đức của chư Phật không thể nghĩ bàn những điều Phật nói không thể nghĩ bàn cả Đại Bồ Tát đã hành thắng hạnh đã thuyết diệu pháp không thể nghĩ bàn chúng con và các trời nhờ đời trước đã trồng các lành sâu dày để gặp Như Lai nghe thuyết diệu pháp thâm sâu như vậy nên đem vô lượng hương hoa tốt đẹp của trời giảng dâng lên cúng dường Như Lai Phật bảo thiên vương, thiên vương nên biết những người muốn cúng dường Phật Thế Tôn phải tu ba pháp. Một là phát tâm bồ đề, hai là hộ trì tránh pháp, ba là như pháp tu hành. Thiên vương nên biết nếu người nào có thể tu học ba pháp này mới được gọi là chân thật cúng dường Phật. Giả sử như lai trụ đời một kiếp nói về công đức đã đạt được, nhờ sự cúng dường này cũng không thể hết. Vì thế thiên vương, nếu ai muốn cúng dường Đức Phật Thế Tôn mà đủ ba pháp ấy gọi là chân thật cúng dường. Thiên vương nên biết nếu ai ủng hộ Đức Phật, dù chỉ là một bài tụng bốn câu, thì tức là ủng hộ chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà chư Phật Thế Tôn đã chứng là từ Pháp Xanh. Người cúng dường Pháp gọi là chân cúng dường, là sự cúng dường đẹp nhất hơn hết trong các sự cúng dường. Sự cúng dường của cải chẳng thể sánh bằng. Thiền vương nên biết ta nhớ về quá khứ vô lượng vô số kiếp không thể nghĩ bàn, khi tinh tấn siêng năng tu học đạo Bồ Tát, nhà trừ thiền trong hư không nói bài kệ. Hai người xa lìa vua các giặc kho báu lớn không bị xâm nhập, trăm ngàn vạn kiếp khó nghe pháp, được nghe không giữ chẳng giảng dạy, tâm đại bồ đề hộ tránh pháp, như pháp tu hành tâm vắng lặng, từ lợi lợi tha tâm bình đẳng, đây mới gọi chân cúng dường Phật. Thiền vương nên biết ở quá khứ khi mới nghe bài tụng này ta liền nói cho người khác khi ấy có tám ngàn các loài hữu tình đồng phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề thế nên thiền vương dùng pháp cúng dường là tối thắng đệ nhất vì sao vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật từ pháp mà sanh vậy